人生就像一个谜，难猜谜的题，想的是心交心，怎知道背对背你懂我心？人生就是一个谜，是谜就有底，昨天还手挽手，今天已面对面满意的言语。说好不流泪，泪在情伤里；说好不流泪，其实并不容易。天注定，注定让我遇上你，再累也愿意。说好不流泪，承诺在心最细；说好不流泪，其实也容易。注定，注定让我遇上你，再累也愿意。说好不流泪，承诺在心里；说好不流泪，其实也容易。天注定，注定让我遇上你，再累也愿意，还无所畏惧。Bộ phim Hứa không được khóc. Tập 35. Sao cô lại tới nữa vậy? Có chuyện gì? Lãnh Kiếm, tôi có một chuyện muốn nhờ anh giúp. Ngoại trừ chuyện liên quan tới Thiên Hữu ra, chỉ cần tôi làm được thì tôi sẽ giúp. Giữa hai người chúng ta, trừ chuyện Thiên Hữu ra thì còn có chuyện gì nữa? Tôi xin lỗi, tôi không giúp được cô đâu. Không còn sớm nữa, cô về đi. Khoan đã, Lãnh Kiếm, tôi ở đây đợi anh nửa ngày rồi. Trước khi tôi đến, tôi cũng đã suy nghĩ. Có những lời không biết tôi có nên nói với anh không? Có những chuyện rốt cuộc tôi có nên nói với anh không? Chúng ta từng yêu nhau, hận nhau, cũng từng làm tổn thương nhau. Tôi cảm thấy đây là duyên phận của chúng ta, dù là thiện duyên hay ác duyên. Tôi hy vọng dừng lại tại đây được không? Giờ tôi chỉ có một hy vọng duy nhất, chính là trong thời gian còn lại của mình có thể ở bên Thiên Hữu, làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Hạ Diễm Hồng, cô đừng có mơ. Lần trước tôi đã nói rõ ràng với cô rồi, tôi sẽ không cho cô dẫn Thiên Hữu đi đâu. Sao con người cô ích kỷ quá vậy? Cô chỉ biết nghĩ cho mình mà không nghĩ tới cảm nhận của người khác. Tôi nói cô biết, hôm đó cô nói với tôi, Thiên Hữu không phải con ruột của tôi. Cả người tôi trống rỗng. Con trai tôi nuôi 13 năm, lại là con của kẻ thù. Cô biết lúc đó tôi có cảm giác gì không? Tôi nói cô biết, cô trả thù tôi mà không khác gì đang giết tôi vậy. Còn Lãnh Sang nữa, những gì mà bao năm nay nó hy sinh vì Thiên Hữu đã vượt quá những gì mà người cô nên làm rồi. Còn nữa, Thiên Hữu đã 13 tuổi rồi, nó không còn là đứa trẻ quấn tả mà cô bỏ rơi năm xưa đâu. Đó giờ nó chưa từng rời gia đình này, chưa từng rời xa Lãnh Sang. Bây giờ cô muốn dẫn nó đi là dẫn nó đi. Cô có lương tâm không vậy? Anh mắng rất đúng. Hôm nay tôi tới không phải muốn dẫn Thiên Hữu rời khỏi anh. Tôi nghĩ kỹ rồi, có một cách vẹn toàn cho cả đôi bên. Chính là tôi dẫn tới sống chung với các người. Cô nói cái gì? Tôi biết. Chắc chắn anh cảm thấy tôi điên rồi, đúng không? Anh xem cái này đi. Ung thư vú giai đoạn 3. Cô làm sao vậy hả? Sao về sớm quá vậy? Lãnh Sang cũng vậy. Các người làm mất hứng quá, không xứng làm bạn bè. Được rồi, đã hơn 1 giờ rồi, để hai vợ chồng họ nghỉ ngơi đi. Kết hôn mà, phải quậy một chút, ai dám nghỉ ngơi chứ. Mấy người mau quay lại đi, nhanh lên. Cô chơi đi chứ tôi chịu không nổi. Thiên Hữu đã về nhà ngủ từ sớm rồi. Lãnh Kiếm cũng đã sai. Lãnh Sang lấy chồng, trong nhà không có người phụ nữ nào chăm sóc. Tôi phải đi xem họ sao rồi. Mấy người làm mất hứng quá, không xứng làm bạn bè, làm mất cả vui. Cô uống ít thôi. Được rồi, không nói với cô nữa. Muộn rồi anh còn chưa ngủ sao? Thiên Hữu ngủ rồi hả? Đã ngủ rồi. Thằng bé này ngủ giống anh y chang, rất thích đá mền ra. Nhớ lúc đó, mỗi tối tôi phải đắp mền cho anh mấy lần. Tôi nói cái này không có ý gì hết. Tôi cũng không biết sao nữa. Mấy hôm nay, tôi luôn nghĩ tới chuyện trước đây. Cô ngủ với Thiên Hữu, có thấy chật không? Không được thì sang phòng Lãnh Sang ngủ đi. Không chật. Tới đây ở, cũng là vì muốn gần Thiên Hữu. Phải rồi Lãnh Kiếm. Chuyện tôi bệnh, hy vọng anh giữ bí mật giùm tôi. Tôi không muốn mọi người cảm thấy tôi là một người sắp chết. Tôi không cần sự thương hại và thông cảm của bất cứ ai. Có được không? Tôi hiểu tính của cô. Yên tâm đi, tôi sẽ không nói với bất cứ ai hết. Vậy tôi vào phòng trước đây. Anh cũng nghỉ sớm đi. Xin chào, đây là nhân viên lái thay số 1 của Bình An Thông Suốt. Rất vui được phục vụ bạn. Em đã lái xe tới nhà rồi. Không phải em tới phòng tranh lấy đồ hả? Sao về nhà nhanh vậy? Lái khi say mà, nên nhanh lắm. Em tới nhà thì anh yên tâm rồi. Anh bình thản ghê. Lỡ đâu em lái xe lúc say thiệt thì sao? Chuyện này mà xuất hiện trên người Lãnh Sang thì còn có thể, chứ tuyệt đối không xảy ra với em. Cái này anh hiểu mà. Em biết hồi nãy anh nghĩ gì không? Làm sao em biết được? Hồi nãy trong đầu anh xuất hiện cảnh tượng như vậy. Em nhìn thấy một bức tranh trong phòng tranh. Trong tranh có một kỵ sĩ thời xưa. Kỵ sĩ cưỡi một con bạch mã, từ trong tranh xông ra cướp em đi. Thì ngay lúc này tia sáng xẹt ngang. Chỉ thấy anh cưỡi một con hắc mã từ trên trời xuống, giết hắn và ngựa của hắn, không còn manh giáp. Sau đó thì cướp em về. Em cảm thấy câu chuyện này đặc sắc không? Rất có sức tưởng tượng. Nhưng... sao hả? Không có gì. Em hy vọng câu chuyện của anh có tập tiếp theo. Tất nhiên rồi. Đây là kiệt tác du hành thời gian của anh. Có cần anh kể cho em nghe không? Để lần sau rồi kể. Em hơi mệt. Em muốn ngủ. Công chúa của anh muốn nghỉ ngơi hả? Em yêu, mau ngủ đi. Hôn em. Nhưng lần này người bị cướp không phải em. Hồi nãy em nhìn thấy cô ấy. Dạ phải. Hồi nãy trước khi em ra quán nét, có gặp chị ở đầu ngõ. Lúc đó em thấy tinh thần chị có vẻ uể oải. Em không nghĩ gì nhiều. Nhất định là nghe thấy hai người nói gì rồi. Hèn gì nãy nói điện thoại, cô ấy có vẻ không mặn mà lắm. Anh à, anh mau gọi điện thoại cho chị để giải thích cho rõ đi. Vừa mới cúp điện thoại xong. Hơn nữa cô ấy muốn đi ngủ. Để mai rồi nói. Anh à, anh gọi điện cho chị em chưa? Anh nghĩ tối gặp mặt cô ấy rồi nói luôn. Không được, giờ anh gọi điện luôn đi. Có chút chuyện mà em cứ lải nhải cả buổi chiều. Em tưởng anh không sốt ruột sao? Anh Hận chỉ muốn đưa Hà Diễm Hồng đi ngay thôi. Nhưng suy cho cùng, cô ấy là mẹ của Thiên Hữu. Thiên Hữu cũng không muốn cô ấy đi. Anh đó, anh luôn nghĩ tới cảm nhận của họ. Vậy thì chị em thì sao? Em nói anh biết. Chuyện này anh phải giải thích rõ ràng với chị em ngay. Được, anh biết rồi. Về đi, anh về đây. Anh nhớ đó, anh phải làm việc với đội giao thông nữa. Chút nữa anh gọi. Dương Trân tới hả? Chào chị. Vào đi. Ngồi đi. Cảm ơn. Tôi đi rót trà cho cô. Diên Trân, thật ngại quá. Uống trà đi. Trong nhà chỉ còn lá trà thôi. Cô có muốn uống nước gì không? Hay tôi ra ngoài mua cho cô nha? Không cần đâu, cảm ơn cô. Cô cứ làm việc đi. Chút nữa Lãnh Kiếm về rồi. Uống trà đi. Con về rồi. Con trai, Thiên Hữu. Mẹ, một ngày không gặp con, mẹ có nhớ con không? Nhớ. Mẹ không nhớ con thì nhớ ai chứ? Nào, không đúng. Trừ con ra, con cho phép mẹ nhớ một người nữa. Đó là ba con. Mau lên, chào cô Diên Trân đi. Chào cô Diên Trân. Cô Diên Trân, cô biết không? Sau này mẹ con sẽ ở lại đây. Cả nhà ba người tụi con mãi mãi ở bên nhau. Con thấy bậy gì vậy? Diên Trân à, con nít nói chuyện cô đừng để trong lòng. Nó không hiểu chuyện. Là tôi nhớ con quá nên mới tới thăm nó. Vậy tôi xin phép, tôi có chút chuyện. Đừng mà, không phải cô nói chút nữa Lãnh Kiếm về sao? Cô ngồi chờ chút đi, ngồi lại đây. Cô Diên Trân, con tiễn cô. Không sao mẹ. Để con tiễn cô cho, đi thôi. Được, đi thôi. Vậy cô đi cẩn thận. Thiên Hữu, cuối tuần cô đón con ở nhà văn hóa thiếu nhi. Không cần đâu, mẹ con sẽ tới đón con. Vậy con vô nhà đi. Bye bye. Em tới rồi. Sao lại đi? Em đừng mặc kệ anh mà. Bên trong có vòng tay ấm áp của gia đình. Anh còn cần em sao? Tối qua anh gọi điện cho em chính là muốn nói chuyện này đó. Em nói buồn ngủ nên anh hẹn hôm nay tới nhà để em xuất hiện với thân phận nữ chủ nhà. Hình như bên trong đã có nữ chủ nhà rồi. Làm gì có. Ở trong mắt anh, em là một người phụ nữ vô cùng độ lượng. Có độ lượng thì cuối cùng vẫn là phụ nữ thôi. Em nói đúng. Chuyện này em giận cũng có lý của nó. Là anh không chu toàn. Anh nên bàn với em trước. Bàn có ích gì đâu. Bàn thì kết quả chị ấy cũng ở lại thôi. Em nói anh phải làm sao đây? Cô ấy nói nhớ con, muốn ở bên con một thời gian. Dù sao cô ấy cũng là mẹ ruột của Thiên Hữu. Anh không thể từ chối được. Hơn nữa, lần trước cô ấy đã giúp chúng ta giấu lạnh sang chuyện của Thiên Hữu mà. Anh nói có đúng không? Anh nói cũng có lý. Nhưng anh có nghĩ tới cảm nhận của em không? Trong lòng em rất khó chịu. Giờ Thiên Hữu coi em như người ngoài. Nói với mẹ nó vừa hôn vừa ôm. Em nghĩ nếu anh có ở nhà thì cả nhà ba người đông đủ rồi. Em nói gì vậy? Gì mà cả nhà đông đủ? Lãnh Kiếm này nửa đời sau mà không có em thì không chuyện cả nhà đông đủ đâu. Được rồi, đừng giận nữa. Chút nữa mình đi ăn cái gì nha. Anh không ăn cơm với họ hả? Chỉ hai chúng ta thôi. Thiên Hữu, không được bốc tay. Nào, nhanh. Cầm đũa ăn đi. Mẹ lấy đũa cho con rồi. Dạ được. Có ngon không? Dạ ngon. Mẹ, cơm mẹ nấu thật sự rất ngon. Ngon hơn ba nấu nữa. Thật sao? Nếu như con thích thì sau này ngày nào mày cũng nấu cho con. Con gọi điện cho ba, kêu ba về ăn cơm. Alo, ba, mẹ nấu cơm rồi. Ba mau về ăn cơm đi. Dạ được. Bye bye. Ba con nói sao? Tối nay ba không về ăn cơm. Không sao, chúng ta ăn đi. Chắc là ba với cô Diên Trân của con ăn bên ngoài rồi. Dù sao đi nữa, cô ấy cũng là một phụ nữ bất hạnh từng bị tổn thương. Nếu anh không cho cô ấy ở lại, Thiên Hữu sẽ hận anh suốt đời. Cho nên chỉ cần Thiên Hữu muốn thì chị ấy có lý do ở lại đây mãi mãi. Không đâu Diên Trân, em yên tâm. Anh nhất định sẽ xử lý chuyện này ổn thỏa. Người ta đang nhìn kìa, bỏ ra. Em cứ để họ nhìn đi. Bọn họ đang ghen tị với anh đó. Em yêu, em biết lúc ở bên em anh hạnh phúc cỡ nào không? Em ở bên anh cũng rất hạnh phúc. Anh rất muốn được nắm tay em mãi mãi. Thiên Hữu, mẹ hỏi con một chuyện. Nếu cô Diên Trân làm mẹ của con có bằng lòng không? Con đã có mẹ của mình rồi, con không cần có mẹ khác nữa. Con trai, con xem, ba với mẹ đã ly hôn lâu rồi. Giờ cô Diên Trân mới là người yêu của ba con. Sau này họ nhất định sẽ ở bên nhau. Cho nên nào, ăn nhiều đồ ăn vô. Chúng ta không nói chuyện này nữa. Ăn đi con. Thiên Hữu à, mẹ đang hầm canh trên bếp, con từ từ ăn đi nha. Nghe lời mẹ. Có người cướp vị trí nữ chủ nhân của tôi. Tình yêu của tôi có thể ngọt ngào không? Ai không tự lượng sức, không mở mắt nhìn vậy? Dám cạnh tranh vị trí nữ chủ nhân với nữ họa sĩ xinh đẹp của chúng ta hả? Hà Diễm Hồng về rồi. Anh cô đã giữ cô ấy lại. Cô nói cái gì? Anh tôi giữ cô ấy lại? Đúng vậy. Cô ta còn ra oai nữ chủ nhân ngay trước mặt tôi nữa. Tôi biết rồi. Cô đừng lo. Đợi tôi về, tôi sẽ làm chuyện này cho ra lẽ. Không sao, cô đừng làm bừa. Hưởng thụ du lịch trăng mật của cô đi. Còn hưởng cái gì nữa? Được rồi, tôi cúp máy đây. Lãnh Sang, Lãnh Sang. Mẹ, lúc nhỏ con ở trong bụng mẹ, con có đạp mẹ không? Tất nhiên là có rồi. Có lúc con dùng cả tay chân múa máy loạn xạ trong bụng mẹ nữa. Vậy mẹ có đau không? Con cảm thấy sao? Dùng cả tay lẫn chân, nhất định là đau lắm. Có phải giống Tôn Ngộ Không không mẹ? Xuyên qua bụng của người khác, sau đó dùng sức đấm vào bụng của người ta. Mẹ cũng thấy mấy yêu tinh rồi đó. Đau tới mức lăn lộn luôn. Vậy có phải mẹ cũng đã tới cỡ đó không? Con trai, giờ mẹ nhìn thấy con thông minh, đáng yêu như vậy, trong lòng mẹ thấy vui lắm. Buồn ngủ chưa? Có hơi. Vậy chúng ta đi ngủ được không? Dạ, đi ngủ thôi. Lãnh Sang, sao em lại về vậy? Sao em lại về hả? Em mà không về thì nhà này đổi họ luôn quá. Nhỏ tiếng thôi. Nhỏ tiếng cái gì? Vậy em ở nhà mình không thể nói chuyện sao? Sao lại bắt em phải nhỏ tiếng? Sợ người ta nghe thấy đúng không? Ở bên trong hả? Hà Diễm Hồng đang ở bên trong đúng không? Hà Diễm Hồng, ra đây. Em đừng ầm ĩ nữa, ra đây cho tôi. Anh làm như vậy là vì tội nghiệp thiên hữu thôi. Sao lại tội nghiệp thiên hữu? Anh không có nhà, Hà Diễm Hồng không có nhà thì nó vẫn lớn khôn đó thôi. Có em có Dương Trần thì nó vẫn có cuộc sống vui vẻ. Nó sao hả? Nó có chịu uất ức gì không? Chị ra đây cho tôi. Lãnh Sang, tôi xin lỗi. Ngàn sai vạn sai đều là tôi sai hết. Tôi sẽ dọn đi ngay, cô đừng có giận. Chị đã nói như vậy thì giờ đi ngay đi. Chị không có tiền thì tôi cho tiền. Chị không có nhà thì tôi tìm nhà cho. Giờ chị đi ngay đi. Các người không được đuổi mẹ con đi. Các người đuổi mẹ con đi thì con cũng đi. Thiên hữu, con đi về phòng cho cô. Ở đây không có chuyện của con. Nếu mà người đuổi mẹ con đi thì con mặc kệ cô luôn. Con không thể nói chuyện với cô con như vậy. Con nói cô biết Thiên hữu, tuy cô không ở nhà này nhưng đây vẫn là nhà của cô. Nếu con còn cãi lời cô thì ngay cả con cũng đuổi đi. Con có tin không? Tiểu Sang, anh đừng kéo em. Thiên hữu, Thiên hữu. Anh làm cái gì vậy hả? Đều do anh gây ra hết. Tôi thật không ngờ Thiên hữu lại có tình cảm sâu đậm với Hạ Diễm Hồng. Ngươi chưa từng nuôi nó một ngày nào như vậy. Đây là máu mủ đó. Vậy còn ơn dưỡng dục? Ơn dưỡng dục thật sự không bằng quan hệ máu mủ sao? Thiên hữu vẫn còn là một đứa trẻ. Cô thử nghĩ đi. Từ nhỏ nó nghe người ta nói nó là đứa trẻ không có mẹ. Giờ khó khăn lắm mẹ ruột của nó mới trở về. Nó thiên về cô ấy. Đây là chuyện rất bình thường. Bình thường sao? Dương Trân, cô nói bình thường sao? Vậy còn tôi, bao nhiêu năm tôi nuôi nó là uổng phí sao? Sao có thể chứ. Cô đừng có nóng mà. Không phải tôi nổi nóng. Cô còn nhớ không? Lúc anh tôi vừa mới trở về, nó còn nói trên đời này cô Diên Trân là người thân thứ hai của nó. Lẽ nào vì Hà Diễm Hồng trở về thì tất cả đều thay đổi? Con nít không chấp nhận mẹ kế. Đây là chuyện bình thường. Không nên cưỡng cầu. Tôi thấy tội nghiệp Thiên hữu. Từ nhỏ không có mẹ. Nếu không tôi đã túm tóc Hạ Diễm Hồng ném ra ngoài đường rồi. Diên Trân, cô phải tin chúng tôi. Cô phải tin anh tôi sẽ xử lý ổn thỏa chuyện này. Được không? Không sao. Thuận theo tự nhiên đi. Cô cũng thật là đi tuần trăng mật mà ném Đại Duy ở Hồng Kông. Chạy về đây làm cái gì chứ? Anh ấy bận họp suốt ngày. Tôi ở khách sạn cũng không biết làm gì hết. Xem ra mai mà tôi trở về. Thiên Hữu, hôm nay cô giáo có nói gì không? Dạ không. Về rồi hả? Thiên Hữu, con đi tập đàn về hả? Hai người tính đi đâu vậy? Cô Dương Trân mua nhà, ba đưa cô ấy đi xem thử. Phải rồi ba. Cùng thiếu nhi tổ chức một cuộc thi gia đình. Con đã đăng ký rồi, con đệm đàn, còn ba với mẹ hát. Chúng ta bắt đầu tập đi ba. Vậy đợi ba về đi, tối mình tập được không? Không, bây giờ phải tập ngay. Thiên Hữu, nghe lời ba đi. Tối chúng ta hãy tập được không? Nghe lời đi. Không được, lần này con phải giành giải. Nếu giờ không tập thì làm sao giành được giải? Vậy con chọn bài trước đi. Mọi người chọn bài trước, rồi ba về luyện sao? Bỏ đi. Anh ở nhà tập với nó đi. Không sao, không sao. Thiên Hữu, nghe lời đi. Ba à, ba sẽ về sớm mà. Ba tập với con đi. Em xin lỗi. Thầy Quách hả? Thật ngại quá, tôi quên mấy hôm nay chúng ta có hẹn. Thầy ở nhà à? Được, được, được. Giờ tôi sẽ qua ngay. Được, được, được. Bye bye. Em quên mất hôm nay em có cuộc hẹn rất quan trọng. Vậy em ở nhà đi, em về đây. Xong việc nhớ gọi cho anh nha. Tạm biệt cô Diên Trân. Cái trò gì đây hả? Sao vậy cô Hoàng? Không có gì. Thật ngại quá, tôi không có nói cô. Vậy cô làm trước hay là đợi cô Diên mới tới làm? Tôi đợi cô ấy làm chung luôn. Vậy được. Alo Diên Trân. Thầy Quách cái gì chứ? Tôi là Hoàng Đậu Đậu. Tôi ở phòng tranh, cô có thể qua đây không? Tôi có chuyện muốn nói với cô. Được, được, được. Cô đợi tôi chút, tôi sẽ qua ngay. Bye bye. Đúng là người đáng thương cũng có chỗ đáng hận mà. Lãnh Kiếm xảy ra chuyện thì chị ta trốn mất. Giờ Lãnh Kiếm đợi một chút thì chị ta tìm về đúng không? Sao lại có người phụ nữ không biết xấu hổ như vậy hả? Mà Lãnh Sang nữa chứ. Sao không đuổi chị ta ra ngoài đi? Nhỏ tiếng thôi, nhỏ tiếng thôi. Cô ấy nghĩ tới cảm nhận của Thiên Hữu. Nếu không giới tính của cô ấy thì không biết đã làm ra chuyện gì nữa. Theo tôi thấy, đối với người phụ nữ mặt dày này thì phải nắm tóc chị ta, ném ra đường kia. Cười cái gì? Vốn dĩ là vậy mà. Cô biết không, cô nói hồi nãy của cô giống y chang Lãnh Sang nói. Thật sao? Vậy Lãnh Kiếm thì sao? Vậy anh sống chung với vợ cũ hả? Tôi không có ý đó. Lãnh Kiếm này cũng thật là. Giờ tôi đi tìm anh ấy. Cô đừng đi tìm anh ấy. Cô đi chỉ thêm rối thôi. Nói trước nha, không được đi tìm Lãnh Kiếm. Được rồi, thề đi. Được, tôi thề. Tôi không đi tìm Lãnh Kiếm. Tôi hứa không đi tìm Lãnh Kiếm. Nhưng không có hứa là không đi tìm Hạ Diễm Hồng. Vạn Thịnh Đoàn. Nghe nói cô từng làm người mẫu khỏa thân. Đó là chuyện trước đây rất lâu rồi. Cũng có gì đặc biệt đâu. Chị với Diên Trân chắc cùng một tuổi. Nhưng da dẻ của Diên Trân còn hồng hào mịn màng hơn chị nhiều. Với vóc dáng với làn da của chị hiện giờ thì dù chị không cần tiền cũng chẳng có họa sĩ nào vẽ chị đâu. Khoan nói vóc dáng với làn da của Diên Trân hơn hẳn chị đi. Chỉ nói tố chất và tu dưỡng của cô ấy thôi thì chị cũng như hạt cát trong sa mạc. Được rồi, hôm nay gặp chị xong thì tôi cũng yên tâm rồi. Diên Trân thì càng không có gì phải lo lắng hết. Còn người tình cũ của tôi Lãnh Kiếm chắc cũng biết rất rõ điểm này. Nên tôi khuyên chị tốt nhất là dọn đi sớm một chút. Phải rồi, tôi nhắc nhở chị, chỉ cần một ngày chị chưa dọn đi thì bất cứ lúc nào tôi cũng tới hỏi thăm chị. Hoặc lần sau có cả mặt Lãnh Kiếm với con trai chị ở đây luôn. Được rồi, cảm ơn. Số điện thoại nhà chắc là Thiên Hữu. Alo Thiên Hữu, con bình tĩnh đi, nói từ từ. Sao hả? Ba biết rồi, ba sẽ về ngay. Xảy ra chuyện gì vậy? Thiên Hữu nói mẹ nó bị đứt tai, hình như rất nặng. Anh mau về nhà đi. Thật ngại quá, để em ăn cơm một mình rồi. Không sao, anh đi đi. Vậy anh đi trước đây. Mẹ, mẹ có đau không? Mẹ có sao không? Không sao, đã hết đau rồi. Mẹ kêu con đừng gọi điện cho ba con mà con không nghe, vẫn cứ gọi. Mẹ bị nặng vậy mà, không sao. Cô không sao chứ? Không sao, không cẩn thận bị cắt trúng da thôi. Có cần đi bệnh viện không? Không cần. Anh ngồi đi, ăn cơm luôn. Được, tôi đi lấy chén đũa. Ba đừng để mẹ đi mà. Thiên Hữu, ba đã nói với con nhiều lần rồi, mẹ không có rời bỏ con. Mẹ chỉ không muốn sống chung với chúng ta thôi. Ba à, ba tái hôn với mẹ đi. Tái hôn thì hai người sẽ sống chung với nhau. Thiên Hữu, đừng có nói bậy. Ăn cơm đi. Cảm ơn. Ba à, hai người tái hôn đi. Lớp con có một bạn học, ba mẹ bạn ấy ly hôn với nhau, nhưng sau đó lại tái hôn. Ba người họ sống cũng vui vẻ lắm. Ba à, ăn cơm, ăn cơm. Nào, ăn nhiều vào. Thiên Hữu ngày càng không nghe lời. Em không thể để nó bướng bỉnh như vậy được. Có khi là Hà Diễm Hồng đã dạy nó. Chưa chắc là do cô ấy dạy đâu. Không phải cô ta dạy thì cũng là cô ta xúi. Hay là anh dọn đến chỗ Diên Trân ở đi, để em coi họ sẽ làm gì đây. Không phải anh chưa từng nghĩ tới, nhưng làm vậy sẽ gây tổn thương cho Thiên Hữu. Anh nói coi phải làm sao đây? Tiểu Sang à, anh hiểu tâm trạng của em, nhưng anh đã mắc nợ quá nhiều. Anh nợ ba mẹ, nợ em, nợ Thiên Hữu, cũng nợ cả Hạ Diễm Hồng. Anh làm như vậy là muốn bù đắp chút gì đó cho cô ấy. Dừng lại. Anh nợ tất cả mọi người trong nhà là đúng, nhưng anh không có nợ Hạ Diễm Hồng. Có chuyện này anh chưa nói với em. Năm xưa sau khi xảy ra chuyện đó, anh cảm thấy mất mặt nên không cho cô ấy báo cảnh sát. Sau đó cô ấy vì chuyện này mà ly hôn với anh. Gì chứ? Anh không cho cô ấy báo cảnh sát đúng không? Nhưng ngọn nguồn của chuyện này cũng là từ cô ấy với đám khốn đó. Nếu không thì sao lại xảy ra chuyện đó? Không xảy ra chuyện đó thì anh có vào tù không? Nếu anh nói nợ cô ta thì anh ngồi tù đã trả hết cho cô ấy rồi. Nhưng em vẫn không hiểu. Hồi nãy anh nói anh nợ người này nợ người kia, nhưng không thấy anh nói anh nợ Diên Trân đúng không? Nợ, nhưng Diên Trân thông cảm cho anh. Dựa vào đâu mà cô ấy thông cảm cho anh? Đàn ông các người cứ bắt phụ nữ thông cảm cho mấy người. Tiểu Sang, cho anh chút thời gian. Anh bảo đảm tuyệt đối sẽ không làm tổn thương Diên Trân. Không phải em cho anh thời gian đâu, nhưng tốt nhất anh đừng để mấy chuyện này kéo dài. Nếu không sau này sẽ ra sao? Anh sẽ hối hận đó. Uống nước đi. Được được được, anh để đó đi. Anh để đó đi. Anh tưởng tôi đùa với anh hả? Không có, anh rất nghiêm túc. Trước đó anh có cuộc sống thế nào? Anh coi bên cạnh anh là loại người gì? Anh nói đúng. Nghiêm túc đi. Được. Cho dù trước đây anh đuôi mù đi, nhưng anh biết bây giờ mình là gì không? Giờ anh giống tên khốn biết ơn mà không biết trả, anh biết không? Uống nước đi. Tôi cảnh cáo anh, lập tức đuổi người phụ nữ đó ra ngoài cho tôi nghe rõ chưa? Tôi thật không hiểu, sao Diên Trân lại yêu anh chứ? Tôi cho anh 1 tuần. Anh nghe rõ đây, chỉ có 1 tuần thôi. Nếu tới lúc đó, người phụ nữ đó vẫn còn ở lì trong nhà anh đừng trách tôi. Sang bằng công ty cò con của anh. Nghe rõ chưa hả? Một tuần. Mời vào. Hôm nay không thu tiền vé. Đã như vậy rồi mà cô còn tâm trạng để đùa nữa. Như vậy cuộc sống mới nhẹ nhàng. Giờ hai người càng lúc càng giống nhau rồi. Cảm ơn. Có nghĩa là tôi chọn đúng người chồng tương lai của mình rồi. Hy vọng là vậy. Nghĩa là sao? Hồi nãy tôi tới công ty của Lãnh Kiếm. Tôi cảnh cáo Lãnh Kiếm 1 tuần sau phải đuổi người phụ nữ đó đi. Ai kêu anh đi hả? Tôi đã nói với anh rồi, chuyện của tôi với anh ấy không cần anh xen vào. Coi như tôi muốn bù đắp những sai lầm trước đó tôi gây ra. Có được không? Diên Trân, hồi nãy Thái Vĩnh Hào tới đây hả? Không phải em kêu anh ấy tới. Hơn nữa em không có nói với anh ấy chuyện của Hà Diễm Hồng. Nhìn dáng hấp tấp của em rất là đẹp. Thật tiếc anh không phải họa sĩ. Không biết vẽ thì có thể chụp mà. Sao anh không nghĩ ra ta? Xem ra sau này nếu không có em, anh sẽ không làm được gì hết. Cho anh chút thời gian. Anh nhất định sẽ xử lý chuyện này ổn thỏa. Diễm Hồng. Diễm Hồng. Xin chào, 120 hả? Tôi cảm thấy tiếp tục như vậy không được đâu. Đây là ôm cây đợi thỏ. Cần phải nghĩ ra thủ đoạn gì đó để đuổi Hà Diễm Hồng đi. Đừng vậy mà. Tôi không muốn anh cô cảm thấy mắc nợ Hà Diễm Hồng. Cả không muốn anh ấy cảm thấy tôi là một cô gái lòng dạ hẹp hòi. Đây là ưu điểm vĩ đại nhất của cô, cũng là khuyết điểm lớn nhất của cô. Cô không cảm thấy cô thất bại trong lần hôn nhân đầu tiên có liên quan tới tính cách của cô hả? Làm một cô gái nhỏ có gì không tốt chứ. Làm cô gái nhỏ mới có người thương xót. Đợi tôi vào cửa nhà họ Lãnh, làm dâu nhà các người rồi, tôi mới là một cô gái nhỏ. Bây giờ thì cứ như vậy đi. Vào trong nhà nghỉ ngơi đi. Lãnh Kiếm, anh có thể ngồi với tôi ngoài sân một chút không? Tôi muốn đợi Thiên Hữu tan học về. Được. Đi chậm thôi. Cảm ơn. Lúc đầu đi khám phát hiện ra căn bệnh này, Sao cô không làm phẫu thuật luôn đi? Mấy năm nay tôi sống một mình, phí phẫu thuật mắc quá. Nếu không phải vì thiên hữu, lúc đó tôi muốn chết đi cho xong, còn gì quý hơn mạng sống của mình chứ. Sao lại ngốc quá vậy? Xưa giờ tôi không phải người phụ nữ thông minh. Hơn nữa, cuộc sống và tình cảm của tôi không được hoàn chỉnh, nên tôi không hy vọng. Thân thể của mình cũng không hoàn chỉnh. Lãnh Kiếm, cảm ơn anh. Cảm ơn. Cảm ơn anh cho tôi với Thiên Hữu trải qua những ngày tháng đẹp đẽ này. Cô còn tâm nguyện gì nữa thì cứ nói, tôi sẽ cố gắng thỏa mãn cho cô. Anh đã làm quá nhiều cho tôi rồi. Thiên Hữu, có thể có một người cha tốt như anh, nó thật là may mắn. Yên tâm, tôi nhất định sẽ đưa Thiên Hữu trở thành một người đàn ông đội trời đạp đất. Tôi tin mà. Tôi tin anh có thể. I'll wash away you.